Cô gái vừa xuyên qua đã bắt trợ lý nam cởi đồ. Quấy rối tình dục nơi làm việc, trợ lý chỉ có thể nén giận, vì nguyên chủ là kẻ coi thường pháp luật, là loại người có thể đẩy người khác từ trên tầng cao xuống đất, nhưng không biết kẻ điên đó biến thành chị gái ngầu lòi. Kiếp trước chị gái ngầu lòi nổi tiếng ngút trời, đáng tiếc cơ thể quá bị kịch, vừa làm ảnh hậu đoạt cúp thứ 999, y học máu ngã xuống đất, còn gặp phải bác sĩ sát thủ, chết cũng không nhắm được mắt, kết quả 3 giây sau lại sống lại tại chỗ, Đợi đã sao xung quanh ồn ào vậy. Trong đầu xuất hiện thêm nhiều ký ức xa lạ, cô mới phát hiện mình xuyên không rồi. Cô gắng gượng đứng lên, muốn đi soi gương, kết quả suýt chết tại chỗ. Trang điểm ma quỷ, đầu cầu vồng. Cô xem đống váy trong tủ, đây là cái thẩm mỹ quần què gì vậy? Trợ lý bảo đừng thay quần áo vội. Các fan của thời tiết nhi bị đẩy ngã đang làm ầm lên rồi. Chúng ta nên đi xin lỗi trước thì hơn. Kêu tôi xin lỗi, Tô Ngư chưa từng nghe mấy lời vớ vẩn này. Quay lại lườm trợ lý, một câu thôi, cởi cho tôi. Trợ lý còn nghĩ mình bị quấy rối nơi làm việc, không ngờ nhị tiểu thư chỉ đơn thuần là thích trang phục của anh, đổi lấy bộ vest đen của anh, tẩy sạch lớp trang điểm ma quỷ, buộc lại mái tóc dài suôn mượt, đây mới là phong cách của Fish đây. Tiếp theo là đi giải quyết phiền phức, cuộc đời mới của bà đây nhất định phải thoải mái. Lúc này, các fan ngoài tòa nhà đang vô cùng ẩm ý. Fan cuồng còn sông lên hàng đầu, kêu Tô Ngư nhanh cút ra đây. Xin lỗi Tuyết Nhi, cô nói cái gì? Tô Ngư bước nhanh tới, cướp lấy banner xé thẳng tay. Tôi xin lỗi, cô ta xứng sao? Giới truyền thông lập tức sôi sục. Xin hỏi trên mạng đang tố cáo cô đẩy thời tiết Nhi là thật sao? là sự thật, có điều, khóe môi cô cong lên, thờ ơ nhún vai, cô ta đập vào đầu tôi trước, tôi chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Tiện nhân cô nói dối, cô là đang đố kỵ. Đúng vậy, cô có chứng cứ không? Ồn chết mất, đầu cô đau muốn nổ tung. Tiến lên trước lại gần cô ta, muốn chứng cứ chứ gì? Cô giơ tay lên tháo băng gạc, để lộ vết thương còn đang chảy máu. Chứng cứ này có đủ chưa? Chắc chắn là đủ rồi. Giới truyền thông liền thay đổi sắc mặt, Tô Ngư chỉ cảm thấy ghê tởm, trợn mắt ngất xỉu tại chỗ. Dư luận lập tức đổi hướng gió, kết quả vừa nhập viện vừa đúng lúc lại là ngày nghỉ của chính mình. Trợ lý thở dài buồn bã, không ngờ Fitz bị ung thư 11 năm, à 13 năm, chuyện này không ai biết rõ hơn bản thân cô. Trợ lý không hiểu ý cô, nhưng quay đầu nhìn cô, nói chứ cô với cô ấy giống nhau thật đấy. Cô biết cô ấy là người thừa kế một gia tộc rất giàu không? Tài sản mấy chục tỷ, vậy mà lại mang đi quyên tặng hết. Tô Ngư cảm thấy nực cười, chỉ mấy chục tỷ mà thôi, mấy người đó thật sự nghĩ là toàn bộ gia sản của cô. Vừa giết người vừa hạ độc, chỉ vì chút tiền đó sao? Chuyện không thành cũng là đáng đời. Sau đó liền đi thăm ông nội của cơ thể này, lập tức được gọi là tâm can bảo bối, ông nội nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành, tình cảm ấm áp này khiến Tô Ngư rất cảm động. Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của mẹ Ngô Linh Ngọc. Nói ra thì bà cũng là người đáng thương, mặc dù là vợ chính thức, nhưng chồng lại nói là mình bị ép, suốt ngày ở bên người yêu thời đại học, không thèm hỏi han gì tới mẹ con họ, điều này cũng dẫn tới việc nguyên chủ vẫn luôn trách bà. Cho rằng bà là tiểu tam, cũng chưa bao giờ gọi bà là mẹ, cậu giống như bị lăn qua axit, nhưng giờ đã là Tô Ngư rồi mẹ con không sao chữ mẹ đó khiến ngô linh ngọc vui mừng phát khóc lau nước mắt muốn đi nấu canh cho cô ông nội an ủi xoa đầu cô bảo bối hiểu chuyện rồi cháu muốn quay phim gì cứ nói với ông ông đầu tư cho cháu mấy chục tỷ trong lòng cô cảm thấy rất cảm động thì ra cảm giác được người nhà yêu thương là thế này không ngờ quản lý của nguyên chủ lại phá rối gọi cô tới mắng nhiếc một trận không đúng ai mới là người đi làm cô cười lạnh nhìn gương mặt táo bón của cô ta buông tách trà xuống bước nhanh tới trước mặt cô ta tiếp mục lượt thi đấu tiếp theo tại sao thời tiết nhi lại biết tôi tôi không biết cô đang nói gì người quản lý bị khí thế điên cuồng này dọa sợ tô ngư tóm lấy tay cô ta lúc tôi bị thời tiết nhi đập vào đầu thì cô ở đâu tôi tôi đang xoa dịu phóng viên với fan hâm mộ tôi thấy cô đang tìm chết đấy từ ký ức của mình cô đã sớm biết lúc đó cô ta đang cấu kết với thời tiết nhi tôi nghe cô ta nói lảm nhảm tô ngư cong khóe môi đuổi cô ta ra ngoài cô ta còn dám lôi kéo đại tiểu thư chống lưng tô ngư gọi một cuộc điện thoại ông nội chống lưng con muốn sa thải ai cũng được ở ra ngoài vũ trụ luôn cũng được quản lý cuối cùng cũng biết sợ quỳ xuống khóc lóc làm loạn sau khi bị tô ngư từ chối vẫn còn chó cùng rất dậu dám động tay cô dựa vào đâu mà đuổi tôi dựa vào việc tôi là nhị tiểu thư tô ra tô ngư cầm chân chó của cô ta đẩy cô ta đập vào tường không thể phản kháng ly thủy tinh đúng lúc rơi xuống đập thẳng vào đầu cô ta chuyện này vừa truyền ra tô thải vi lập tức đứng ngồi không yên cô ta là con ngoài giá thú của ông bố cặn bã dỗ dành quanh nguyên chủ đến tên cũng muốn đổi thành tô thải thảo nhưng giờ đã là tô ngư cút ra khỏi đây cho tôi nếu không cỏ trên mộ cô sẽ dài ra đấy sắc mặt tô thải vi giống như ăn phân cô ta còn nhẹ giọng dỗ dành cô đây là đường giảm cân đặc biệt mua cho cô còn hỏi tiểu ngư sao lại không mặc bộ váy hồng kia chị cảm thấy em mặc bộ đó là đẹp nhất tô ngư không thèm liếc nhìn cô ta ma quỷ lại giả vờ thành thiên thần kẹo bơ béo ca cao nguyên chất cô ta đúng là xem nguyên chủ là đồ ngốc nhưng tô ngư không ngốc quay về muốn đổi người quản lý thấy trợ lý đẹp trai bên cạnh cũng không tồi trợ lý buồn bã nói từ tháng 2 năm trước cậu ta không phải người quản lý. Có điều Tô Ngư cũng không để ý, từ hôm nay cậu đi theo bổn tiểu thư, nói rồi nâng cầm cậu lên, không thực sự muốn quấy rối nơi làm việc đấy chứ. Nghệ sĩ tôi quản lý lúc trước, vũ oan tôi quấy rối cô ta, ngài thật sự nguyện ý tin tưởng tôi sao? Nói ra cũng rất khéo, Tô Ngư vẫy vẫy tay nói cậu nhỏ bé thế này, không bị người khác quấy rối là may rồi. Trợ lý cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ, bệnh nghề nghiệp càng tăng lên, mắng thời tiết nghi dẫm lên cô để leo lên, chảy có chút ra mà nằm ý ở bệnh viện không đi. Tô Ngư nghiêng đầu nói, vậy để tôi đi thăm cô ta. Cùng lúc đó, thời tiết nhi lông chẳng dụng một cái, đang cùng người quản lý đang cười ha hả, lại chuẩn bị Pia tiếp, thấy y tá gõ cửa đi tới, bảo cô nhanh chóng buộc một miếng bông đẫm máu, để Pia một đợt nổi tiếng. Thời tiết nhi nằm vắt chéo chân, cười nhạo người quản lý của Tô Ngư là đồ ngu, nhưng nếu không phải cô ta lộ chân tướng, cô cũng không thể đạp lên Tô Ngư. Độ nổi tiếng tăng lên mấy lần, họ hoàn toàn không nhận ra, gương mặt của y tá đã thay đổi, còn đang không ngừng chụp ảnh. Kết quả y tá vừa ra khỏi cửa, cô bỏ kính và cởi khẩu trang, sau đó lấy máy quay ra, cô đã chọn xong bia mộ cho họ, sau đó Tô Ngư đến phòng thay đồ, đang thay được một nửa, đột nhiên có khẩu súng dí vào đầu, Mỹ Nam cả người đầy máu cùng ánh mắt sắc bén, cô không phải y tá của bệnh viện, ai phái cô tới, nhìn qua họng súng đen bên cạnh, Tô Ngư vẫn rất bình tĩnh, người anh bị thương rồi, không chữa thì đi gặp Diêm Vương đấy, không sao tôi giết cô trước, nói rồi anh ta muốn bóp cò, bình tĩnh đợi một chút, Tô Ngư vội vàng nói tôi sẽ chữa, nhân cơ hội giơ tay, cướp lấy khẩu súng trong tay anh trong nháy mắt Tô Ngư ngồi trên người anh ta, súng cũng đang đặt trên trán anh ta, nhưng anh ta vừa anh tấn vừa ốm yếu, dáng vẻ ho ra máu càng khiến người khác thương xót, trực tiếp chạm đến trái tim của Tô Ngư. Thôi vậy, nhớ bán thân trả nợ đấy. Mỹ Nam chỉ còn hơi tàn, Ô Ngư chỉ biết cởi áo anh ta, sờ cơ bụng tám múi. Mỹ Nam vội tóm lấy cái tay của cô ta, cô lại thở dài cợt nhả nói, không cởi quần áo thì chữa thế nào? Cuối cùng thuận lợi cởi áo ra, may là cô vẫn có đạo đức nghề nghiệp, sau khi ngắm 888 giây, cuối cùng lau sạch vết thương cho Mỹ Nam sau đó lấy kim chỉ, chỉ một lát là đã khâu xong. Nghĩ nam thở phào một hơi, nghĩ cô ta có phải là người của bên địch, nhưng con ngoan nhà ai chỉ mặc nội y, rồi xử lý vết thương cho đàn ông chứ. Nghĩ nam xấu hổ xoay mặt đi, tô ngư lại hoàn toàn không thấy gì, cởi găng tay phẫu thuật chuẩn bị đi. mỹ nam cảm thấy rất thất bại, giơ tay ném một miếng ngọc bội ra, tôi tên lệ cảnh thừa, ầm lấy cái này tôi nợ cô một mạng. Tô ngư bên ngoài lạnh nhạt, thực ra trong lòng sớm đã rất vui vẻ, nhớ tới một thế lực nước ngoài không ai dám động tới. Hình như thiếu chủ là lệ cảnh thừa không ngờ cứu được cái mạng cũng khá đáng tiền nhưng bản thân cô ta cũng không thiếu tiền biệt thự vô cùng lộng lẫy khiến trợ lý phải há hốc miệng lại nhìn qua sếp mới ai à bà cố nội tôi ơi gương mặt và thân hình này tôi may mắn nhận được đại bảo bối sao nghĩ cũng quá ảo đó làm cho tôi ngư thấy cạn lời thân thể nhỏ này quá yếu bên cạnh mình lâng đầu có một tên yếu đuối lập tức lắc đầu điên khùng để cậu ngày mai 2 giờ dậy tập thể dục còn có bữa sáng này tinh bột quá nhiều về sau phải cho ít đẹp đẹp không tệ còn không vừa nãy là ai không thích nhìn cái đĩa chồng không tức giận nhưng không dám nói chỉ có thể lấy kịch bản ra cho cô nhận vai nữ bốn sống hai kiếp tô ngư là lần đầu tiên diễn nữ bốn cảm thấy khá mới lạ sau đó nghe cậu ta khổ tâm nói ai nữ chính là thời tiết nhi tô ngư chỉ quan tâm đọc kịch bản hoàn toàn không sợ giết chết tên này không tốn một phút hơn nữa vai này không tệ dựa vào kỹ năng của cô chắc chắn sẽ có tài nguyên quả nhiên phụ nữ nghiêm túc là quyến rũ nhất trợ lý hai mắt long lanh sùng bái cảm thấy tô ngư bây giờ chỉ là thiếu một cơ hội là có thể tỏa sáng lời tiên tri là có thật hiện trường chọn vai tô ngư vừa tới lập tức quét mắt nhìn bốn phía chỉ có một người tóc hồng bị dọa lúc này trợ lý cũng nghe thấy cái tên quen thuộc sắc mặt lập tức đen xi si. sao thế cậu quen à nghệ sĩ tôi dẫn dắt lúc trước chính là người vô lễ đó nhìn dáng vẻ kiêu ngạo trơ cháo đó có vẻ không phải người tốt lúc này cuối cùng cũng có người nhận ra tô ngư hội trường lập tức ồn ào lên cô ta đi sống lại thành người mới sao tô ngư đang nhìn mọi người người tóc hồng bị quản lý mắng xối xả nhìn thấy ánh mắt độc ác của trợ lý cô thấy đều là do anh ta năng lực kiếm tài nguyên mới hại cô hủy hợp đồng và đi tới bước đường này. tô tiểu thư cô biết sao anh ta bị đuổi không? cô ta lau nước mắt khóc lóc đáng thương. anh ta vốn là người quản lý của tôi, không ngờ lại làm chuyện này với tôi. thợ à, trợ lý tái xanh vừa muốn mắng thì tô ngư cười lạnh một tiếng. bằng chứng đâu lấy cho tôi xem. cô có ý gì? lẽ nào tôi là loại người vì lợi ích mà bôi nhọ danh dự của bản thân sao? không phải như vậy à? tô ngư lập tức tặng cô ta gói quà của luật sư khiến trợ lý cảm động dưng dưng hận không thể hiến thân ở đây bộ mặt giả tạo của cô ta cuối cùng cũng bị lộ mọi người thì thầm to nhỏ thời tiết nhi lại xuất hiện còn bày ra bộ dạng chị em tốt mở miệng gọi cái gì mà thái thảo tập tức bị trợ lý tức giận mắng cho xanh mặt mà lúc này đột nhiên có người thông báo nữ chính và nữ bốn đã chọn được được chọn là người tóc hồng là cái người diễn xuất cay mắt đấy à sao lại chọn cô ta chứ trợ lý cảm thấy người không được ổn tô ngư lại khá bình tĩnh thời tiết nhi có quan hệ tốt với bên đầu tư cô có diễn thử cũng chẳng ích gì trợ lý rất buồn khi nghe vậy với diễn xuất đó, bộ phim này chắc chắn flop, em sẽ tìm cho chị cái tốt hơn, tuyệt đối không hợp tác với loại này. Nói rồi hai người rời đi, chỉ cần nhan sắc này của Tô Ngư, các fan và truyền thông bên ngoài đều bất ngờ, có điều phải bôi đen thì vẫn phải làm. Tô Tiểu Thư xin hỏi có người nói, cô cố ý làm mình bị thương để thoát tội, cô nghĩ sao về chuyện này? Hôm qua chân còn đang bó bột, hôm nay đã có thể đi giày cao gót. Tô Ngư cười nhạo đám phóng viên, chỉ có chút IQ này, bố mẹ mấy người sao không cho thêm một bên não nữa vậy? Phóng viên mặt tối sầm lại lập tức chuyển hướng, bắt gặp thời tuyết nhi đang đắc ý, lập tức đặt một loạt câu hỏi, dọa cô ta sợ tè ra quần. Không phải thích diễn sao? Tôi cho cô sân khấu. Tô Ngư tốc độ này vẫn chậm, chuyện báo thù thì phải làm ngay. Trợ lý là tiếc không được hóng hớt. Tô Ngư nhắc nhở anh ta. Thời tuyết nhi không dễ nhận tội vậy đâu, chắc chắn sẽ tìm lý do thoái thác. Tôi ở lại mà làm không tốt có khi còn bị lôi vào. Vậy tiếp theo phải làm sao? Trợ lý mệt mỏi thở dài. Đây đã là tài nguyên tốt nhất mà anh ta tìm được. Không thể để Tô Ngư như vậy được bất ngờ một âm thanh sắc bén gọi xuyên vân tiêu fan thật lập tức chạy tới hai năm trước cô làm lỡ lộ trình nên đợi tới nửa đêm hay có tô ngư mở cửa phòng cho từ đó cô trở thành fan của cô ấy sẽ có một ngày ngư đường chúng ta có thể đứng nhất trợ lý cảm thấy rất bất ngờ không ngờ cô còn có cả fan thật cái này là lời của người nói à ông ngư không thèm để ý tới anh ta nở nụ cười xinh đẹp ấm áp với fan khiến fan vô cùng bối rối thực ra cô ấy cũng là nhà văn tiết chỉ là một nhà văn vô danh một chuyện còn chưa được đăng nhưng vì chị gái xinh đẹp, cô nhất định sẽ viết 10 vạn từ mỗi ngày, sớm muộn sẽ viết sách để cô quay. Tô Ngư lập tức có hứng thú, muốn xem tiểu thuyết đó, cảm thấy lời văn kịch bản đều không tệ, có hơi giống với bộ phim đó của thời tiết nhi, đều là nữ chính giả thành nam, có điều nữ chính này là thái tử triều đại đó, dưới sự giúp đỡ của nam chính, trở thành nữ đế triều đại, chính là viết về đại nữ chủ, đáng tiếc phần sau viết bị đuối, lại tập trung tới nam chính, trợ lý rất bất ngờ, không chừng về sau cô ấy thực sự sẽ viết ra tác phẩm lớn. Thì sao phải đợi sau này? Thấy vẻ mặt không tin của anh, cô trực tiếp bảo ông nội đầu tư, gia đình giàu có tư bản, cô quả thật phải xin lỗi thân phận thiên kim này. Trợ lý lại tức giận, quả nhiên thời tiết nhi thoái thác, nói vì phù hợp với nhân vật nên mới đi cao gót. Marketing thiết lập kính nghiệp, nhưng bất ngờ, Tô Ngư cũng có hot sớt nhan sắc nghịch thiên, thu được rất nhiều fan qua đường nhan khống. Lệ cảnh thừa cũng thấy hot search này, không ngờ cô ta lại là minh tinh, tại nghe trợ lý nói cô ta bị người ta hại, nhất thời cảm thấy rất khó hiểu cô ta mà cũng bị người khác bắt nạt sao? Nhưng chắc chắn là phải giúp đỡ vợ, ách vào hệ thống camera, đã từng tồn tại thì chắc chắn có dấu vết. Cùng lúc đó, Tô Ngư đã đi tìm ông nội, Tô Thải Vi rõ ràng bị mắng một trận, vội vàng gọi điện tới lấy lòng. Tô Ngư nhún vai nói, đưa tài nguyên tới rồi, Phải nhiên tới phòng làm việc, Tô Thải Vi đã ngoan ngoãn, chuẩn bị một list kịch bản. Ông nội nói cục cưng muốn quay cũng được, lại nhìn cô ta thay đổi bề ngoài, thì càng cười tươi hơn, dặn dò cô về sau cứ mặc như vậy. Phải đó, phải đó, em mặc gì cũng đẹp. Vậy những chiếc váy hồng trước kia đâu? Câu này khiến cô ta toát mồ hôi lạnh, vội vàng lấy kịch bản để chuyển đề tài, kỹ với kỹ năng diễn xuất cay mắt đó của cô, đảm bảo quay bộ nào hỏng bộ đấy. Tô Ngư lại nói cô đã có kịch bản, biết được là do fan viết, trong lòng Tô Thải Vi mừng thầm, lần này chắc chắn lại bị lừa rồi. Ông nội cũng muốn để Tô Ngư quay tác phẩm lớn, nhưng Tô Ngư vừa làm nũng, ông lập tức đầu hàng, dù sao nhà chúng ta cũng có tiền, con thích quay gì cũng được, coi như sở thích lúc rảnh rỗi. Tô Ngư vội vàng nói không cần, cô có thể tự tìm nhà đầu tư, tiếc là không thể dùng tài sản kiếp trước, nếu không liên bang chắc chắn sẽ nhận ra cô còn sống. Ông nội lại không đồng ý, còn muốn tự đi thảo luận với tác giả, Tô Ngư nói cô ấy đang ở dưới tầng, sau đó đỡ ông, vui vẻ hòa thuận đi xuống, khiến mặt Tô Thải Vi đen lại, mà cô phen nhỏ mạn mạn cũng không ngờ, số cô lại đỏ như vậy, thái độ với ông nội cũng rất ngoan, ông nội cảm thấy cô gái này khá đáng yêu, cũng không giống lừa đảo, vậy thì có thể bàn tới chuyện đầu tư. Nhưng giây sau, lại nhận được cuộc gọi của nhà đầu tư. Lão tôi tôi không đồng ý chuyện đầu tư. Cháu gái bảo bối hiếm khi muốn làm gì đó. Người cùng đầu tư lại cản trở. Ông nội lập tức nổi giận. Lấy ra một tỷ trong túi. Để cháu gái nhanh chóng đi làm. Ây da à, có mình ông nội là được. Tô Ngư nói ông yên tâm. Về sau sẽ kiếm về cho ông 8 tỷ. Ở diễn biến khác, thời tiết nhi đập vỡ bát rồi chống nạnh. Âm hận Tô Ngư mắng chửi. Lại khiến cô ta phải bó thạch cao đến bệnh viện. Không ngờ ngay giây sau, bị người quản lý mắng xối xả. Ai cho cô đang quay bua ké phêm với Triệu Minh Lãng? Anh ta vốn dĩ không để ý vai của cô, giờ thì hay rồi, người ta đã chạy mất rồi. Giờ trên mạng đều đang cười nhạo cô. Cô vui chưa? Rồi người quản lý tắt một cái thật mạnh. Thời Tuyết Nhi thấy trời sập rồi. Không được anh ta không thể bỏ quay. Cô mau liên lạc với vị kia đi. Người đó nhất định sẽ có cách. Chuyện tư liệu đen lúc trước đã khiến anh ta mất kiên nhẫn. Giờ đi tìm anh ta, chúng ta không biết sẽ chết thế nào. Ở bên này tình cảnh bi thảm. Trợ lý Tiểu Triệu lại rất kích động triệu minh lãng bỏ quay rồi tôi tuyết nhi bị vả đau điếng luôn tô ngư thấy lạ hỏi triệu minh lãng rất giỏi hả tiểu triệu nói đương nhiên rồi ông ấy là đạo diễn cổ trang giỏi nhất hiện nay đặc biệt là sở trường quay bối cảnh lớn vậy sao vậy chúng ta mời anh ta làm đạo diễn tô ngư nhớn mày quyết đoán nói tiểu triệu muốn nói lại thôi nghĩ với diễn xuất này của chị không phải là tự rước lấy nhục hả để không mất sự tự tin của cô anh ngoan ngoãn im miệng lúc này điện thoại vang lên tô ngư cầm lên xem vậy mà lại là video hôm đó tiểu triệu cảm thán đại thần nào tốt bụng như vậy trong đầu tô ngư đột nhiên xuất hiện khuôn mặt đẹp trai đó thuộc tính mê cái đẹp đột nhiên trỗi dày lại nghe tiểu triệu nói giờ video đã lộ ra rồi không phải lãng phí qua sao tiểu triệu không hiểu là ý gì nghe điện thoại nói công ty cho tô ngư nhận sâu về sinh tồn nơi hoang dã chuyện này rõ ràng là muốn xử lý cô vội vàng bảo tô ngư đi tìm ông nội tô ngư lại nói không sao dù sao hợp đồng còn nửa năm năm nữa là hết hạn cô không cần phải làm vậy đạo diễn sâu cũng khá nhiệt tình mở miệng là một chàng đạo lý, biểu cảm kiên định đó quả thật có thể vào đảng. Trong lòng tiểu triệu âm thầm phẫn nộ, tay đầu qua nhìn, không đúng chỉ có nét mặt gì vậy. Tôi cảm thấy cách của ông rất tốt tôi chấp nhận. Tiểu triệu quả thật rất sốc, chị sẽ không thật sự tin lời anh ta nói chứ. Tên này mồm mép giỏi thật, làm đạo diễn đúng là lãng phí. Đi làm tiếp thị đa cấp mới đúng. Tô Ngư lại thấy đạo diễn, thật sự muốn giúp vùng lạc hậu đó làm kinh tế, nên đi một chuyến cũng không sao. Tiểu triệu nghĩ cô đúng là dễ lừa ho khan hai tiếng rồi vội vàng chuyển đề tài nói cho chị một tin tốt đây đạo diễn triệu hẹn chị tối nay bàn kịch bản trong dự tính của cô dù sao là mình tận tay sửa kịch bản anh ta nhìn thấy chắc chắn sẽ hẹn gặp tô ngư tự tin làm tiểu triệu phải lau mồ hôi chỉ có thể đồng ý đi với cô không ngờ địa điểm gặp mặt lại là siêu thị không sợ bị vây quanh sao nhìn thấy triệu minh lãng là một ông chú đẹp trai cô mê cái đẹp lập tức ngồi xuống sau đó sau lưng truyền tới lời phàn nàn những người tranh xiên nướng còn đáng sợ hơn cả sinh viên Em phải xếp hàng hai tiếng đó, người này là trợ lý giới hân của Triệu Minh Lãng, nghe nói nổi tiếng là người mạnh mẽ. Vừa nhìn thấy cô đã nhiệt tình chia sẻ xiên nướng với Tô Ngư, tiểu Triệu cảm thấy lời đồn không đáng tin, còn Tô Ngư, hai mắt phát sáng ăn đồ ăn khỏi cần bàn tới nữa. Nhưng Triệu Minh Lãng lại thấy, Tô Ngư đơn thuần không giả vờ, tự tay rót trà cho cô, "Tiểu Ngư, chúng ta nói thẳng nhé, cô nghĩ gì về kịch bản này?" Tô Ngư lắc ly rượu trong tay, đương nhiên là muốn quay tốt nhất, hai người Triệu Minh Lãng hài lòng nhìn nhau không giấu gì, sau khi bỏ quay mạng thiên yên hà. Chúng tôi định tự tìm kịch bản tự đầu tư, lão triệu rất thích kịch bản này, nên mới hẹn gặp cô. Không đúng, đây là muốn giành kịch bản tự làm à. Tô Ngư có biệt danh là tư bản, mở miệng ra đã là một tỷ, trao mọi quyền lợi cho triệu minh lãng, bản thân không can thiệp vào, chọn diễn viên cũng không à, triệu minh lãng chống cầm nghiền ngẫm, nếu tôi không chọn cô thì sao? Đạo diễn không chọn cô, cô trầm ngâm lại, diễn xuất trực tiếp bộc lộ, ai là người quy định nữ tử không thể làm vua thiên hạ này là chậm xây dựng lên trừ vị ái khanh là muốn tạo phản sao không khí này ảnh hậu tới cũng phải quỳ gối triệu minh lãng cảm thấy ông dường như thật sự đang ở trong cảnh tàn sát khốc liệt đó nữ đế kiêu hãnh đứng trên cao chấm từ nhỏ đã thuộc tứ thư ngũ kinh sông pha trên chiến trường giết địch không dám quên nhân từ thương dân ngôi vị này sao chấm lại không thể ngồi trong mắt mọi người đều sắp rớt ra ngoài vãi lúa đây thực sự là tô ngư sao triệu minh lãng lập tức muốn hợp tác ảo cô nửa tháng sau vào đoàn đạo diễn triệu không thử cái khác nữa không phải thừa sao màn biểu diễn vừa rồi của tô ngư không chỉ giỏi về diễn xuất mà còn có kỹ thuật đọc thoại quả thật là diễn viên trong mộng của ông giới hân lại lo gương mặt cô quá sáng không giả trang được thành nam cái này đơn giản cho tôi 10 phút đợi tới khi cô quay lại tô ngư đã biến thành anh tô bà cố của tôi ơi anh đẹp trai này ở đâu ra đây nước miếng của giới hân sắp rớt xuống rồi bạn nhỏ cậu có muốn vào giới giải trí không thì chắc chắn cậu sẽ hót ánh mắt thiếu niên đong đưa qua lại. Chị trực tiếp dẫn dắt em sao? Dẫn, dẫn chứ chị sẽ tự dẫn em. Thấy người yêu sắp sát vào gần cậu. Triệu Minh lãng vội tới ngăn cản. Kết quả lại bị giới hân. Dùng khuỷu tay đẩy ra xa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn họ thêm WeChat. Lúc này hình như tên WeChat không đúng lắm. Cô gái có biển lớn. Mẹ ơi, cuối cùng giới hân cũng nhận ra Tô Ngư. Tô Ngư đặt ngón tay lên môi và nháy mắt. Còn chìa bàn tay ra để hối lộ. Giới hân vui mừng muốn để tên đàn ông thối kia đi. Giúp em trai làm ảnh đế ai đó sắp tức chết rồi đúng không đáng đời tên đàn ông thối thấy được ghen tuông giữa hai người tô ngư lập tức diễn thành người yêu để cho tình cũ thức đến mức bốc cháy cậu cách xa cô ấy ra giành lại vợ mình về nhưng lại bị vợ đẩy ra xa sao anh có thể ra tay chứ đó là tô ngư đó đồ ngốc em nói gì đạo diễn triệu hài lòng chứ đạo diễn triệu cảm thấy não mình muốn nổ tung cậu là tô ngư thật sao kỹ thuật hóa trang này được đó giải quyết được nguy cơ thất tình anh đã thay đổi sắc mặt tập tức kéo tay anh tô ra ngoài cố ý để tay săn ảnh thấy được quả nhiên gây ra một trận sóng gió trên mạng fan mê nhan sắc đẹp đều muốn tiểu ca ca tiểu triệu hận không thể để tô ngư giả nam để ra mắt tô ngư nói không cần thiết không chỉ đơn giản là hot sợt còn không thơm bằng bánh bao trên tay cô chị không hiểu tiểu triệu kích động đập bàn diễn viên diễn nam chính là ảnh đế lâm chi ba năm trước anh ta vừa lấy được ảnh đế thì rời khỏi giới giải trí nghe nói anh ta ẩn hôn lui về phía sau còn có người nói anh ta mắc bệnh nặng không thể quay phim nữa giờ lại đồng ý với đạo diễn triệu, trên mạng sắp nổ tung rồi đó, hơn nữa chị đừng lúc nào cũng bất cần đời như vậy. Chị à, quay bua của chị vừa xóa fan ảo rồi, giờ fan thật chỉ còn một vạn thôi, xấu hổ nó với đạo diễn, cảm ơn đạo diễn có trí tưởng mạnh như vậy, mới không để anh dối lương tâm nói linh tinh, điều kiện chỗ này, mẹ nó cảm ơn cái rắm, chỗ rách nát này, chim cũng lười ỉa, còn mấy khách mời này nữa, chẳng có lấy một người có chút nổi tiếng, sau này quay cho ai xem chứ, đều phải dựa vào nhan sắc của tô ngư đạo diễn không còn không biết điều, vừa bắt đầu đã bắt mọi người đi bẻ ngô, còn không giới thiệu các phần, lập tức bao vậy các khách mời, đúng là quá không đáng tin, xem những người này tự giới thiệu, tập sinh 6 năm không có thành tích gì, muốn bản thân nổi tiếng, gọi là người qua đường nổi tiếng A, họ thật là bộ, là sát chết chuyên nghiệp, cư dân mạng buồn cười bình luận, giờ chỉ có Tô Ngư là chưa giới thiệu, nhóm đàn ông đẹp trai trước màn hình đang chờ đón, không ngờ Tô Ngư lại nói, tôi là Tô Ngư rồi kết thúc luôn. Đây đúng là quá ngắn gọn cô đúng lười người đàn ông cười mỉm nói đặt vé máy bay cho tôi đi đến chỗ của cô ấy đạo diễn điên giả vờ là ngây thơ để khách mời mỗi ngày cầy vạn mẫu đất nếu không chỉ có thể ăn bánh bao chay cư dân mạng đều vô cùng đau lòng càng đừng nói tới khách mời nước mắt giàn giụa vô cùng đáng thương chỉ có tô ngư nhìn bánh bao chay dọa dạ tiểu triệu giơ tay ngăn lại thứ đó thật sự không ngon đâu chị à chị tỉnh táo lại đi tô ngư lúc này mới thu lại ánh nhìn bá đạo ôm ngực hỏi làm xong có thưởng gì đạo diễn lập tức cười tươi chỉ cần mọi người có thể xong, đại tiệc lập tức sẽ đưa tới nhà. Khua chân múa tay miêu tả một chiếc bánh lớn, thầm nghĩ nông dân còn không làm được hết, cô làm được mới lạ đấy. Sau đó thấy ánh mắt quyết tâm của Tô Ngư, hai tay vung lên vèo vèo làm việc, rất nhanh, chuẩn, mạnh mẽ, giống như đã từng làm trước đây. Mọi người trợn tròn mắt nhìn, đây là cô gái mạnh mẽ này từ đâu tới vậy? Khách mời bị ép làm việc lúc nãy thấy vậy, lập tức cũng hăng hái hẳn lên, nhưng đều mệt thành cún hết. 10.000 cân ngô trên cánh đồng, Tô Ngư một mình làm 9.999 cân chị chị không thấy mệt hả tô ngư nói con gái tập thể dục không sợ mệt cư dân mạng lại nghi ngờ sâu làm giả đạo diễn lập tức đi cân ngô 25.000 cân không thiếu lạng nào ai biết cân của ông là thật hay giả chứ có bản lĩnh thì đạo diễn lên cân đi khách mời lập tức kéo đạo diễn lên đạo diễn hết còn thảm hơn cả con heo bị giết nếu để vợ biết anh ta giả vờ giảm béo mạng nhỏ của anh đi đời luôn sau đó a à, a à, không thể nào rõ ràng tôi có một trăm linh một cân sao có thể là một trăm linh ba cân chứ cái cân này hỏng rồi vợ à em nghe anh lươn lẹo đã màn cầu xin tha mạng này làm khán giả xem like cười ẻ tô ngư cũng phải phì cười nhắc nhở đạo diễn còn đang nợ đại tiệc đạo diễn nói không thành vấn đề trong lòng lại nảy ra một ý tưởng khác hậu quả chính là tô ngư kiếp trước bị ung thư dạ dày mở lớp dinh dưỡng ở livestream không lên hot search đạo diễn mua đồ lại lên hot search thiên phú hài hước đặc biệt cùng với nhan sắc tuyệt đỉnh của tô ngư sâu giải trí nhỏ bé lập tức nổi tiếng rất nhiều nhà đài phát sóng tìm tới đạo diễn bật khóc vì xúc động không ngờ anh ta cũng có được ngày này cảm ơn đại ân đại đức của tô ngư anh ta biến phấn khích thành động lực cầm con dao bếp lên hôm nay nhất định phải để cô tô ăn đại tiệc tô ngư đột nhiên đổ mồ hôi lạnh băng băng nhân cơ hội đi tới ân cần lau mồ hôi cho cô cư dân mạng kêu gào ầm lên anh thi thể ghen tị đến mặt méo mó lại thế cô có thể bẻ hết chỗ ngô của anh ta không một câu nói khiến cô ta cứng học lúc này nhân viên dẫn họ đi chọn phòng anh ta suýt nữa biến thành thi thể thật tôi không muốn ở phòng này đến tô ngư cũng trầm mặc đây là ngôi nhà mục nát 888 năm. Đạo diễn, xin anh hãy làm người đi. Đạo diễn nói làm người thì không làm được. Nhanh tới rút thăm chia phòng đi. Không ngờ lời này vừa dứt, các cô gái vừa ôm vừa dán lại gần, đều muốn ở cùng với Tô Ngư. Vì vậy mà tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Anh thi thể sau lưng tức giận vì khác biệt giới tính. Đợi khi băng băng may mắn thắng được, còn ghen tức nói mấy câu. Kết quả suýt nữa thì thăng thiên tại chỗ, vất vả lắm mới thoát ra được. Đạo diễn suýt nữa cũng tiễn hắn đi. Gan ngỗng vừa lấy ra từ bụng ngỗng, trứng cá muối cũng lấy ra từ bụng cá, phô mai xanh thì miễn cưỡng bình thường, miếng phô mai phủ mứt việt quất, đáng đời anh lên hot search, mạch não anh ta chứa cái quái gì vậy chứ? Chỉ có anh thi thể tự tin, anh không thể làm cô hoàng đế đúng không? Kết quả đạo diễn lôi ra bút ghi âm, cô vợ bán rau họ Vương, nói mấy tiếng cảm ơn, giờ anh sẽ gửi qua cho em ngay. Ha ha ha, đạo diễn đúng là thiên tài. Cư dân mạng lập tức cười bò, thật khó để làm khó anh ta. Nói cô Tô không gọi món, nên dùng nguyên liệu thừa làm món gì đó khách mời vốn không thấy anh ta thờ ơ với đại thần. Sau đó đồ ăn bưng lên, ngỗng cá thịt mãn hán toàn tịch, đạo diễn còn ghé vào tai cô giải thích, đúng là tiêu chuẩn kép mà, có điều các khách mời lại rất bất ngờ. Ôn ào mời Tô Ngư ăn trước, Tô Ngư đảo mắt một vòng, đưa tay về món gan ngỗng, nhiều đồ ăn như vậy lại chọn cái này, chắc chắn sẽ nói món này rất ngon. Tô Ngư có phải lại đang diễn kịch không? Cư dân mạng lập tức ẩm ý, ý lên, băng băng cũng rất lo lắng. Chị Tiểu Ngư, ngon không? Tô Ngư ăn một miếng gan ngỗng sau đó suýt nữa thì thăng thiên các em gái rất đau lòng nhưng cô tuyệt đối không lãng phí đồ ăn tại khiến cư dân mạng khen lợi hại điên cuồng ấn theo dõi kết quả đêm hôm đó nhìn thấy người đàn ông thần bí đầu tư cho sâu này trước đây tô ngư vốn còn giả vờ lạnh lùng nhớ tới thân phận đặc biệt của lệ cảnh thừa không an toàn lộ diện trước ống kính nên lập tức đi chặn ống kính lại sau đó lại hỏi anh tới làm gì anh ta cứng miệng nói tới đầu tư chọc cô cười khúc khích mà miệng của đạo diễn cười không đứng đắn Tô Ngư kiếm về cho anh ta nhiều fan như vậy, tại kéo tới một đại gia, he 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 thì ra anh là fan của cô Tô. Không trách lại đầu tư nhiều như vậy, đợi đã anh ta là fan của tôi hả, ai nói tôi là fan của cô ta chứ, cả hai cùng ghét bỏ nhau nói, không ngờ fan lại có mặt để chung vui, anh ta lấy điện thoại ra nói là quản lý fan club, dỗ dành Tô Ngư một lúc, dỗ cho Tô Ngư khá vui, kết quả ngay giây sau, lại bị một cái tắt đẩy ra xa, Mỹ Nam chiếm vị trí trung tâm, mời Tô Ngư cùng đi với mình, vầng trăng lưỡi liềm trong đêm tĩnh lặng cô nam quả nữ gần bên nhau lần này anh tới để đầu tư thật sao sao tôi không thể hả anh cứ cứng miệng đi tô ngư vạch trần anh không thiếu tiền nhưng anh cần một thân phận mới được rồi tô ngư không nói nữa điều này càng khiến anh chắc chắn tô ngư biết thân phận thật sự của anh tô ngư rốt cuộc em là ai tô ngư không quan tâm anh phát điên quả sáng hôm sau tiểu triệu cũng động kinh nồi nghiêu xong chảo cua ẩm lên hỏi tô ngư muốn ăn gì sau đó điên cuồng đưa mặt tới gần ống kính nhìn gương mặt đẹp trai đi nếu lúc trước em ra mắt thì làm gì có chỗ cho mấy tên khác. Đáng tiếc vì chị nhà tôi, vẫn là làm người quản lý tốt hơn. Giờ xem tôi biểu diễn đập trứng một tay đây. Ai à trượt tay rồi, dù sao không ai thấy, mình phải làm lại. Một đống dấu chấm hỏi lướt qua, tên tóc vàng nhắc cậu đang livestream. Cậu lại tự tin nói, sáng sớm không có người. Chết rồi, chết rồi, livestream lấy đâu nhiều người thế. Trong sạch của thần thiếp, cậu ngửa mặt lên trời hét, thu mình vào một góc tường nước mắt thành dòng. Ông Ngư khuyên cậu nghĩ thoáng ra, quay đã quay rồi khóc cũng vô dụng có người an ủi như chị sao? Có điều so với đạo diễn, Tô Ngư cũng coi là có lương tâm rồi. Tên này mới sáng ra đã nổi điên, bảo bọn họ đi bán đồ thủ công ở đây, nếu không chưa sẽ gặp đất. Khách mời khóc lóc một hồi, sau đó nhìn Tô Ngư cầu cứu. Anti fan lập tức khích động, mắng Tô Ngư lừa tiền vô liêm sỉ. Không ngờ Tô Ngư vung tay mua hết, dù sao cô cũng biết fan của cô, đúng là không có tiền. Hơn nữa nhìn chung tuổi họ còn nhỏ, cũng không nên để họ bỏ tiền, còn không bằng để cô ra tay. Chị còn cần fan không? khách mời mắt long lanh hỏi tô ngư nói chỉ là chút lòng thành quay sang bảo đạo diễn báo giá kết quả lại bị đạo diễn từ chối anh ta muốn làm kinh tế cho địa phương cần thiết phát triển bền vững cùng lắm để cô chọn một cái còn không nhanh livestream ừ tô ngư tức giận phồng má biểu cảm đó quả thật rất đáng yêu khách mời ôm qua chạy tới lập tức trở thành chủ phòng lai bán cốc nước khắc che tinh xảo cư dân mạng nói nó không đẹp đâu các cô đừng mua để tôi đi nhìn mọi người nhao nhao lên tô ngư vội kêu dừng lại triệu ca giúp tôi giành một cái tiểu triệu nói dựa vào tốc độ tay 25 năm độc thân của cậu nhất định có thể đảm bảo mọi người lập tức cười ha ha mà mỹ nam vốn đang ngắm vẻ mặt vui cười của vợ cũng cười vui vẻ theo vừa nghe có người lấy lòng vợ mình anh ta lập tức đi giành lấy cậu không phải độc thân 26 năm sao khiến cậu giận mà không dám nói anh không phải cũng độc thân 25 năm sao sao không tự đi giành đi không tích cực lấy lòng vợ gì cả tư tưởng của anh có vấn đề mỹ nam 25 năm ế bằng thực lực lại bại dưới tay trợ lý hậu trường nhỏ, nhìn tốc độ tay của anh ta, chẳng trách lại được Tô Ngư để mắt tới, có điều fan của Tô Ngư khá mạnh tay, mấy vạn hàng dự trữ vừa lên kệ, đã bị cướp giật hết sạch, khiến Tô Ngư phải hỏi còn hàng không? Đạo diễn cười không khép được miệng, vui vẻ nói để anh đi chuẩn bị thêm hàng, kết quả đội không khí không thể làm gì khác, chỉ có hỏi ăn cơm là giỏi, ngoài mặt anh hi hi ha ha nói có cỗ to, trong lòng nước mắt chảy thành sông, hu 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 tiền tiêu vặt của tôi, nhân lúc mọi người không để ý, trợ lý nhỏ liền lén lén lút lút tới chỗ người tóc vàng anh thanh tôi có chuyện nhờ anh từ lâu đã nhìn ra con sói này có mưu đồ bất chính với chị gái nhà mình anh thầm nói sự nghiệp của cô vừa bắt đầu không thể có xì căng đan nào được vậy để lệ tiên sinh duy trì khoảng cách được không tóc vàng nói được thiếu gia nhà tôi là chó độc thân lạnh lùng kết quả quay lại đã thấy chó chạy theo tô ngư rồi thiếu gia xin anh làm người đi bất ngờ anh chủ lập tức nói muốn thay người vừa nói xong anh ta liền muốn quỳ xuống nhưng nguy cơ của lệ cảnh thừa vẫn ở phía sau em gái nhỏ tài năng các khách mời xinh đẹp ai cũng muốn gần gũi thân thiết với tô ngư không hổ là cô gái có tấm lòng bao la tô ngư ngầu cực cư dân mạng cũng tới góp náo nhiệt ồn ào xin cô dù sao cũng là hải vương đừng cứng nhắc vấn đề giới tính nữa lệ cảnh thừa vẻ mặt lạnh lùng hải vương là cái gì anh ta nghĩ thầm tôi nói cái này được sao anh tự đi cha đi xem ra là sắp có án mạng rồi tô ngư đổi sang vẻ mặt vô tội ai muốn làm hải vương chứ chỉ là tổ tiên tôi làm giàu bằng câu cá muốn tiếp nối truyền thống mà thôi dựa vào cái miệng này của cô khiến lệ cảnh thừa chết mê chết mệt. Buổi livestream vừa kết thúc, trợ lý liền đi tới, muốn ad WeChat với cô. Tô Ngư mỉm cười, đang quét rồi, điện thoại trước mặt đổi thành một cái khác. Anh giả vờ bình tĩnh, tôi được không, lần này đến lượt Tô Ngư ngây ra. Không phải vì tên cứng miệng nào đó, mà là có tên WeChat của ai tên là giếng không, còn phối với một cái giếng cổ to nữa. Trợ lý nhanh nhẹn đứng ra giúp anh chủ, nói ông chủ bà chủ thích trồng lúa, sợ nhất là bị hạn hán. Anh hiếu thảo quá, Tô Ngư vỗ vai lệ cảnh thừa, trong lòng đắc ý nghĩ, lão đại chỉ là cái giếng, mà bà đây là cả đại dương, không hổ là mình, đâu biết rằng tiểu triệu đang giàu muốn chết, cô ấy không thật sự, có suy nghĩ gì với anh ta đấy chứ, trên đời này làm gì có đàn ông tốt, cô nhìn xem anh ta có tiền có sắc lại rảnh rỗi. Ngày nào cũng ngồi đó không đi, khiến mấy cô gái trong nhóm không hắt nhảy được, anh ghen tị với anh ấy à, không bao giờ, tiểu triệu trột dạ, nếu anh mà có vẻ ngoài như người ta, thì muốn chọn vợ thế nào chả được, lúc nào cũng có phú bà vây quanh anh trong lòng cũng không có ai tô ngư đột nhiên quay người lại cảnh cáo anh không được thích lệ cảnh thừa người này quá nguy hiểm dù tóc vàng cũng hợp với anh lắm không phải chứ tôi là thằng người tôi thích là em gái của kiều tích tích tiểu triệu khóc không ra nước mắt nói sao lại quay lại chú tâm vào sự nghiệp là tốt nhất đúng lúc đạo diễn triệu hẹn gặp lâm trí không ngờ người quản lý của lâm trí lại vô cùng bất mãn với tô ngư đập bàn mắng cô góc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga dù đạo diễn triệu có ơn với cô cô cũng không cần phải tự hạ giá mình thế nhưng khi Tô Ngư vừa tới, dáng vẻ khuôn mặt khí chất đó, lập tức mê hoặc nghệ sĩ nhà cô đấy. Lâm Trì vươn tay ra, hận không thể nắm tay cô mãi mãi. Không ngờ Tô Ngư chỉ liếc anh một cái, nhắc anh không khỏe thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn, có ai nói chuyện như cô không? Người quản lý xanh mặt, Lâm Trì cười khổ nói chuyện này là thật, sau đó quay qua dịu dàng nói xin lỗi cô. Tô Ngư biết mấy chuyện này đều do nguyên chính tạo ra. Nhưng nếu đã chiếm cơ thể người ta, cũng không thể nói xấu người ta được. May mà Lâm Trì nhìn rõ sự thay đổi của cô liền cười nói hợp tác vui vẻ, mà không thấy hai mắt tiểu triệu sắc như dao, dám cho con gái nhà tôi mặt mũi xem, giết, giết hết cho tôi. Đại tiểu thư đêm khuya giữ trợ lý lại, chỉ vì lúc cô mua biệt thự, tiện tay mua thêm một tòa nữa, để anh làm thành ký túc xá cho có chỗ ăn chỗ ngủ. Con gái, con nói thật sao? Người bố già cảm động khóc hu hu, tạm thời tôi ở lại đây, đợi tôi đầu tư kiếm được tiền sẽ tự mua, sao có thể lấy phòng của con gái được, đợi chút anh gọi cái gì? Tô Ngư đóng sầm cửa lại, muốn biệt thự lớn, ăn dám ấy quay đầu đăng nhập mạng hacker, các hacker gọi cô lão đại, mấy người điều tra giúp tôi một người. Lão đại muốn điều tra ai? Tôi có thể điều tra chi tiết cho cô, nhưng ba chữ lệ cảnh thừa vừa xuất hiện, các hacker lập tức chết máy. Thân phận người này không đơn giản, nghe nói dạo này anh ta đang tìm người. Lão đại cô chắc chắn muốn điều tra anh ta. Anh ta đang tìm ai? Lẽ nào là người tình của anh ta? Tô Ngư cảm thấy không vui, không ngờ hôm sau vừa chạy bộ về, đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Lệ cảnh thừa ăn mặc sáng sủa đẹp đẽ, Đôi mắt quyến rũ chớp chớp, "Cô Tô, trùng hợp quá, tôi cũng vừa chuyển tới đây. Tô Ngư lập tức muốn chuyển nhà, bĩu môi mắng đồ đàn ông thối, quay lại mời cô cùng chạy bộ, "Không được, tôi vừa chạy xong, vậy cùng ăn sáng đi, tôi đã mời một đầu bếp không tệ." Con gái cơm xong rồi, nhanh về nhà ăn sáng đi, dám có ý đồ với con gái tôi, đàn ông chó, anh đi ngủ mở một mắt cho tôi." Đóng cửa sầm một cái, Tiểu Triệu vội vàng hỏi cô, "Anh ta muốn gì thế?" Cô gái nói mình không biết, "Anh ta chỉ quan tâm bữa sáng có bánh bao không?" Ai bà trẻ ơi, cô có nghe thấy tiếng tóc của tôi rụng không? Tô Ngư nói anh cứ rụng đi, giờ tôi phải đi làm việc. Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp này, stylist rất kích động, nào là kẻ lông mày, nào là tô son bóng. Rồi cài trang sức lên, cuối cùng là một cái mũ lộng lẫy. Trời đất thiên địa hộp vịt lộn ơi, thì chất này, nhan sắc này có thật trên đời sao? Chị gái giết em đi, nhiếp ảnh ra nhìn không rời mắt, chụp liên tục 5 tiếng đồng hồ, mà trạng thái của cô vẫn rất tốt. Thế mới nói, chị à, mấy cái bôi đen ở đâu thế? từ giờ tôi là fan của chị, coi như mấy người có mắt nhìn, quản lý đắc ý vênh mặt, ấy quay chụp đã xong, liền mang nước tới cho cô, tối về em sẽ nấu bữa thịnh soạn, kết quả vừa xuống xe, đã bị tên tóc vàng chặn lại, thiếu gia nhà tôi muốn cô kiểm tra sức khỏe, à kiểm tra sức khỏe, tô ngư bước bước dài ép sát, khiến người đàn ông căng thẳng đến đổ mồ hôi, nhưng đây là tiếp xúc thân mật với vợ đấy, anh mỉm cười, ngoan ngoãn giơ tay ra, ngón tay cô vút nhẹ một cái, nói hồi phục rất tốt, anh liền tranh thủ cơ hội, muốn mời cô ăn bữa tối kết quả quản lý lại cắt ngang con gái tôi đã đặt món thịt kho tàu cô thích ăn nhất rồi hệ cảnh thừa lại thất bại lần nữa thuộc hạ cảm thấy anh chẳng có tiền đồ nhưng quản lý của tô ngư vẫn phòng thủ nghiêm ngặt thấy mục đích của anh không đơn giản muốn nhắc nhở con gái một chút lại sợ bị phản tác dụng lúc đang xoắn suýt tô ngư bảo anh đi xem biệt thự lớn mà cô tặng đạo diễn triệu đăng thông báo lâm trì liền xe lại đây là tiết tấu đi lên đỉnh cao cuộc đời sao tiểu triệu rất kích động kết quả xem lại tất cả đều là bình luận bôi đen May con gái không lên mạng, ai ngờ một giây sau, tài khoản chính thức đăng tạo hình, nhan sắc đó, khí chất đó, khiến fan nhan sắc liếm màn hình, dư luận lập tức thay đổi, Thủy Quân thời tiết nhi không thể làm gì được, cô ta vì nhân vật không phù hợp, bị cư dân mạng mắng chửi, tại sao Tô Ngư lại may mắn như vậy? Cô ta siết chặt tay, "Chị Thanh, giúp em liên hệ với ông lớn này, em muốn Lâm Trì là nam chính của em, cũng không biết ông lớn đó rốt cuộc là ai." Phía Lâm Trì lập tức bị gây áp lực, anh vốn bị chết yểu vì bệnh tim, từ lâu công ty đã muốn vứt bỏ anh lấy chấm dứt hợp đồng để uy hiếp nhưng lâm trì chưa từng thấy ai hợp với nữ đế hơn tô ngư anh không muốn từ bỏ quản lý cũng thở dài dù đã có cái nhìn rất khác với tô ngư nhưng không biết kỹ năng diễn của cô ta thế nào với tình hình sức khỏe của em đây là cơ hội cuối cùng rồi chị triệu em tin đạo diễn triệu cũng tin trực giác của em cô ấy nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc chỉ gặp đại tiểu thư một lần ảnh đế đã tim đập loạn xạ ánh mắt ngẩn ngơ thậm chí dù phải chịu áp lực bị công ty hủy hợp đồng cũng muốn hợp tác diễn với cô vì vậy thậm chí còn không tiếc công bố thông tin mình mắc bệnh tim quản lý bị làm cho choáng váng một bước xông tới trước giơ điện thoại ra cho con gái trước mặt nhưng cô lại chẳng có phản ứng gì khoan đã chị không cảm động chút nào sao anh ta chỉ đưa ra lựa chọn đúng mà thôi Tô ngư lười biếng xoay người sáng mai không cần nấu cơm tối tôi qua hàng xóm ăn cái gì cô muốn đi cho heo ăn à quản lý vội vàng ôm chặt cải trắng nhà mình kết quả cải trắng chỉ nói một chữ cút anh liền hèn nhát rút tay lại rốt cuộc chuyện này là sao Tô Ngư nói ngày mai đầu bếp nhà nhà cô làm mì. Vừa thơm vừa cay quá đã, thì ra là vậy, đồ cầu nam nhân quỷ kế đa đoan, quản lý hận không thể đi cùng, nhưng đột nhiên lại có công việc tìm đến, chỉ có thể thả Tô Ngư đi trước. Kết quả Tô Ngư vừa gõ cửa, người đàn ông cơ bụng tám múi, vừa tắm rửa xong cố ý mở rộng vòng tay, tịnh quyến rũ mê hoặc cô. Cô mạnh mẽ như vậy nhưng cũng thấy hơi xấu hổ, đang nghĩ xem có nên không sờ thử mấy cái không. Hương thơm tràn ngập bay tới, mẹ nó, nhiều đồ ăn quá, cô đang mê trai lại thành cún ham ăn phúc lợi của anh đã hoàn thành. Nhưng nhìn tướng ăn của bà xã đáng yêu, khóe miệng không kìm được cong lên, nhưng bà xã lại chê anh. Tướng ăn của anh không đủ phóng khoáng, anh bình tĩnh ử một tiếng. Kết quả một giây sau, khuôn mặt đau khổ vì bị nghẹn, anh có chút việc lên lầu trước, không phải cay quá đấy chứ. Tô Ngư thầm nghĩ anh đúng là già mồm, quản lý vừa tới cũng không hiểu chuyện gì. Ấp vàng lại càng cạn lời, cô gái đầu tiên thích, khó khăn lắm mới hẹn được, kết quả lại để người ta một mình ở đây gặm chân gà. Thiếu ra, đây là hành động khó hiểu gì vậy? lẽ nào anh ấy không hề thích tô tiểu thư chỉ vì báo ân mới lấy thân báo đáp chật đồ tôi liệu có khả năng nào là thiếu gia nhà anh chỉ là sợ cay thôi không ngặt nỗi bà xã lại là tín đồ ăn cay nhìn sang quản lý đang nhìn chằm chằm của cô người đàn ông thay đổi chủ đề hỏi cô buổi tối muốn ăn gì vừa ăn xong bữa sáng đã hỏi cơm tối quả nhiên hắn có mưu đồ xấu xa nhìn sang tô ngư đã đang trao đổi lịch trình với anh ta nhìn nhau mỉm cười sao mà mờ ám thế quản lý tức nổ phổi nhanh chóng kéo cô đi về may mà nhận được điện thoại của Triệu Minh Lãng, cho phép anh đề cử mấy diễn viên nhỏ, khiến anh vô cùng vui mừng. Vội vàng hỏi Tô Ngư muốn đề cử ai, Tô Ngư nói trùng hợp quá, cô có cả một tiểu đội nhặt rác đấy. Quả nhiên mọi người đều vô cùng mừng rỡ, anh sát chết muốn bao hết vai sát chết tất cả các phim. Dù nói không cần thiết, cũng không phải không được, đợi khi tới công ty, đồng nghiệp đều có diện mạo mới, quản lý vô cùng cảm khái. Quả nhiên không hót đúng là phí, may mà con gái mình thông minh, đắc ý chuẩn bị đọc kịch bản kết quả vừa mở cửa ra đã giật mình tiểu hoa đang hót nhiễm tâm giật sao cô ấy lại ở đây sao tâm giật không ở đây được à người quản lý xui xẻo này là cái gậy chọc cứt làm bộ làm tịch bịt mũi lại ui gì nồng nặc thế không phải buổi sáng chỉ ăn bát mì sao quản lý biết hắn đang khinh thường mình không ngờ tô thái vi lại đích thân ra mặt vẻ mặt thảo mai vừa đấm vừa xoa muốn cướp nữ chính của tô ngư sao sau khi lợi dụng lại giả vờ hào phòng nói các vai khác tùy cô chọn cái mặt không biết xấu hổ này tô ngư không thèm để ý đến cô ta tôi không đồng ý có chuyện gì nữa. Cô, Tô Thái vì tối sầm mặt lại, gậy chọc cứ thế vậy, cũng vội chọc ngoáy vài câu. Tiểu Tô Tổng, sao công ty loại người nào cũng nhận thế? Phải biết rằng theo hợp đồng nghệ sĩ, kịch bản tốt đều phải ưu tiên tâm giật tới chọn. Lại nói cái diễn xuất của Tô Ngư, ha ha, anh ta nói xong, Tô Thái vì lại tới tiếp, nói đây đều là quyết định của công ty. Em gái nên hiểu tình hình, tôi nhổ vào tình hình cái khỉ gì? Quản lý lập tức hỏi thăm tổ tiên 18 đời nhà cô ta. Bắt nạt tôi thì được, đừng bắt nạt con gái tôi. Tô thái vì bị mắng tới tấp hay bảo cô ta diễn nát như vậy quản lý tức giận nắm chặt tay con gái không dễ gì mới được chọn lẽ nào thật sự phải nhường người khác à tô ngư dựa vào thực lực có được nữ chính chị trà xanh cặn bã lại muốn liên thủ cướp của cô không ngờ cô cười lạnh một tiếng hỏi bọn họ có phải não úng nước không bộ phim này một mình ông nội tôi đầu tư liên quan gì đến mấy người một câu đã hạ gục cô ta đá bay trà xanh tô ngư lại trợn mắt nhìn gậy chọc cứt quản lý của tôi là người ai cũng bắt nạt được sao quản lý cảm động khóc hu hu tiểu hoa đang hót là cái gì quản lý vương bài là cái gì con gái tôi sớm muộn cũng đứng trên đỉnh giới giải trí bắt đám các người quỳ xuống gọi bố họ nghênh ngang bước đi cô nàng cặn bã cắn chặt răng trà xanh vội bước lên diễn người tốt nhắc nhở cô hoàng a mã đã già rồi dỗ cô ta vui trở lại không sai lão già đó đã già rồi tô ra sớm muộn sẽ là của tôi cùng lúc đó tô ngư đã về tới biệt thự tô ra mẹ cô cười vui như hoa ông nội cũng rất hiền từ bảo cô đi ngủ trưa trước rồi kéo tiểu triệu lại hỏi lịch trình của cô tiểu triệu mở mồm đã nịnh hót tiểu ngư tiến bộ nhiều lắm phim mới sẽ gây tiếng vang lớn sau phát sóng cháu không định nhận hoạt động khác cho cô ấy vậy game show mưu sinh là ý của ai tiểu triệu vội vàng giải thích do công ty thất đức sắp xếp ánh mắt ông nghiêm túc lập tức hiểu ra gì đó tin tưởng vỗ vai anh tôi giao phó tiểu ngư cho cậu sau này lịch trình của nó một mình cậu sắp xếp cậu hiểu chứ đó là tất nhiên ạ à. tiểu triệu nhìn ra ông đang muốn làm chỗ dựa cho họ lập tức đứng dậy đồng ý tham vọng hừng hực, yên tâm đi con gái, tôi nhất định 996.007. Khiến cô thành siêu sao trong tương lai, có điều cuộc sống của người có tiền, đúng là khiến người làm thuê hâm mộ, tín nam nguyện cả đời ăn cả thịt và rau, chỉ mong có thể mua được cái gara bên cạnh, anh có chút tiền đồ này thôi à, tô ngư cạn lời, mẹ mang hoa quả tới, đổi lấy lời cảm ơn thắm thiết của cô, người mẹ cảm động trào nước mắt, từ khi cô biết người chị độc ác kia, vẫn luôn ghét bỏ oán hận bà, bây giờ cuối cùng cũng trở lại như cũ tâm trạng tốt lên, nở nụ cười hiền hậu với tiểu triệu. Tiểu triệu ăn uống no đủ, không hiểu sao phu nhân xinh đẹp vậy. Ông bố cặn bã không biết nghĩ gì. Tô Ngư cười lạnh trà tay, chẳng qua thời đại học cầu hôn tiểu thư nhà giàu không thành. Mới nghe theo sắp xếp của ông nội lấy mẹ cô, kết quả khi mẹ cô mang thai, cô gái đó bị phá sản quay lại. Ông ta lén lút ngoại tình, đã không thích thì đừng cưới, tới rồi phải phụ trách đến cùng. Cùng là đàn ông tiểu triệu vô cùng thiên thường, cái gì mà tình yêu đích thực, đều là đồ cặn bã mà thôi. Có điều nhìn con gái, xinh đẹp cao quý đầy tính xâm lược này đi đúng là phong cách nữ hoàng khác với vẻ dịu dàng trang nhã của bác gái cô giống bố cô hơn sao thực ra tô ngư cũng không rõ cô không giống bố cũng chẳng giống mẹ tăng nghi ngờ có đột biến gen không ông nội gọi cô xuống luyện chữ còn cười nói cô trầm tĩnh hơn nhiều ông nội cháu có thể học không đương nhiên là được ông khen mẹ hết lời tài nghệ của bà có thể so với đại sư cháu muốn học chắc chắn nó sẽ dày không ngờ người mẹ luôn khiêm tốn lại lợi hại như vậy tô ngư càng tò mò hơn sao bà ấy phải giấu tài năng của mình lúc này người mẹ gõ cửa bước vào nghe thấy ông khen mình dịu dàng khiêm tốn nói mấy câu nhưng khi nhìn thấy chữ của con gái lại không kìm được vừa sờ vừa khen tiếc là bầu không khí tốt luôn có kẻ phá đám người chị độc ác vào cửa như tên ngốc còn mang theo một đám hội đồng quản trị ông nội vừa nhìn đã biết cô ta định dở cho gì tôi lạnh một tiếng có chuyện gì nói đi chính là bộ phim đó ông chúng ta đã bàn bạc rồi mà nữ chính vẫn là tiểu ngư để tâm giật diễn nữ phụ là được cô ta cười thầm trong lòng, đến lúc quay cô nhất định sẽ nghĩ cách đổi người. Ông nội sao có thể không nhìn ra, tức giận đập bàn mắng cút hết đi cho tôi, đây là bộ phim tôi đầu tư cho tiểu ngư, ai cho các người mặt mũi, rõ ràng là diễn viên dựa vào nhan sắc kiếm cơm, cô gái lại suốt ngày ăn sô-cô-la tăng cân, còn nhiệt tình chia cho cô gái trà xanh kia, gậy chọc cứt vừa vui vừa tức, ngoài mặt mắng sao cô dám cho tâm giật ăn cái này. Ánh mắt lại liếc về phía đám hội đồng quản trị bên cạnh. Các hội đồng quản trị phối hợp ầm ầm phản đối, tô ngư nhếch môi cười các người hiểu lầm đúng không? Thanh sô-cô-la là chị mua cho tôi. Thì ấy nói với tôi, đây là sô-cô-la giảm cân, vừa đỡ thèm vừa có thể giữ vóc dáng. Tôi vẫn luôn ăn đó. Vài câu này khiến trà xanh tái mét lại. Nắm lấy tay của tô ngư ngụy biện. Em gái, em tin chị đi. Đây là chị bảo bạn chị mua. Chị tưởng là đồ tốt mới lấy cho em ăn. Em sẽ không trách chị chứ. Tô ngư trực tiếp cười ha ha. Chị không thử nó trước sao? Chị không phải không lỡ ăn nên đưa cho em sao? Hơn nữa em cũng không béo. Bang, ông nội không nghe nổi nữa cười lạnh hỏi các cô muốn nhân vật nào hội đồng quản trị trơ chẽn nói ai nữ phụ thái tử hồng trang tâm giật là trụ cột của công ty chúng tôi nhị tiểu thư mới gặp mấy người kia mấy ngày đã giúp đỡ sao lại quên mất công ty của mình điều này chứng minh tông nữ ăn cây táo rào cây sung ánh mắt ông nội lạnh xuống ban đầu các cậu nói sẽ không đầu tư giờ hót rồi lại muốn hưởng lợi sao đừng quên công ty có họ tô hai năm nay doanh số công ty vẫn luôn giảm tôi không ngại việc chỉnh đốn lại đâu lão hổ tuy già nhưng vẫn còn đó vài câu nói đã dọa bọn họ toát mồ hôi lạnh, sợ khiếp vía muốn bỏ chạy, lại bị Tô Ngư lạnh lùng gọi lại, giờ họ không dám giả làm bậc bề trên nữa. Nhị tiểu thư có gì dặn dò, tôi cho các người năm lần quay thử, lát nữa sẽ bảo quản lý gửi qua, mấy người tự nắm bắt, cơ hội bất ngờ khiến cô nàng trà xanh vô cùng vui mừng. Các hội đồng quản trị cũng vô cùng biết ơn, còn cô chị thì tức gần chết, ông cháu này đang vừa đấm vừa xoa sao, còn chưa kịp ép, đã bị ông nội lạnh lùng mắng, cháu tới thư phòng với ta nói xem rốt cuộc chuyện sô cô la tăng cân là thế nào cô chị biết không ổn vội vàng rơi vài giọt nước mắt nhưng ông nội nào có tin cô ta vẻ mặt nghiêm nghị nghĩ không trách được tiểu ngư muốn đi thì ra là bên cạnh có rắn độc chỉ là tạm thời không có chứng cứ ông chỉ có thể lạnh lùng cảnh cáo cô ta không được can thiệp vào quyết định của tiểu ngư cô ta đành tủi thân đồng ý sau lưng lại đầy hận ý lúc này tô ngư thờ ơ đi qua chị em hai người lướt qua nhau hai người biết đã gạch mặt nhau trong thư phòng ông nội kéo tô ngư qua đau lòng xoa đầu cô ông đã từng nói phải bảo vệ con cả đời ai bắt nạt con ông đều sẽ xử lý xin lỗi là ông nội không hoàn thành lời hứa nhớ tới tình mẹ ở kiếp trước trong lòng tô ngư cảm động dịu dàng an ủi nói không sao vốn dĩ cô giải quyết cô chị là chuyện đơn giản nhưng chiếm cơ thể của cháu gái ông cô cũng không muốn tùy tiện hại người khác ông nội rất hài lòng cảm thấy tô ngư biết nhìn đại cục đặc biệt đối với hội đồng quản trị đã giảm thiểu thiệt hại thấp nhất thủ đoạn không biết mạnh hơn cô chị bao nhiêu nghiêm túc nắm tay tô ngư tiểu ngư con muốn tới tổng công ty làm không? Tới tổng công ty có thể bồi dưỡng người thân cận, nắm giữ toàn quyền lên tiếng ở Tô gia, nhưng Tô Ngư vẫn từ chối. Cô thích nghề nghiệp hiện tại hơn. Ông nội chỉ có thể thở dài tiếc nuối, cuối cùng vẫn theo sự yêu thích của cô. Cảm ơn ông nội, cảm ơn ông vì chứ. Đây đều là con tự lựa chọn. Ông nội chọc chọc mũi cô, trong lòng cô thấy rất ấm áp, lao vào công việc cũng nhiệt huyết hơn. Nhưng vì sao phim trường đổi thành Hắc Long Giang? Tiểu Triệu sắp đóng băng rồi, mấy ngày nay phải ở nhà nướng khoai mới đúng chứ? Tô Ngư buồn cười đưa áo lông vũ cho anh. Anh ta đang từ chối. Một chiếc khăn giày đột nhiên khoác lên người Tô Ngư. Tên thối này sao lại là anh? Thấy cô ngốc này nhìn anh ta cười vui vẻ. Trong lòng tiểu triệu nước mắt chảy thành sông. Giả vờ cười hỏi sao họ lại tới đây? Anh ta nói ngồi máy bay tới. Đúng là người có tiền độc ác. Theo đuổi vợ chi nhiều tiền vậy. Lúc này Lê Cảnh thừa dịu dàng hỏi. Có muốn đi với bọn anh không? Quản lý vội vàng từ chối. Nhưng tên tóc vàng biết tính của thiếu gia. Lập tức nịnh nọt cười hi hi. Tô tiểu thư muốn ngồi xe sang không? Không hổ là đệ nhất thiếu gia nhà giàu, theo đuổi vợ cũng vô cùng bá đạo, chiếc xe sang trọng dài 88 mét bằng vàng ròng. Phía trên rộng rãi có thể làm bãi đậu xe, nhưng anh nói đây chỉ là tạm bợ thôi, lần sau chắc chắn sẽ tặng em cái tốt hơn. Đây là thế giới của người giàu sao? Đúng là chúng ta không xứng, người làm công sót xa trong lòng, lệ cảnh thừa chỉ lo nhìn bà xã, "Muốn ăn khuya không?" "Muốn, muốn." Chỉ liếc mắt một cái, đầu bếp Michelin đã xếp hàng lên món, thấy đồ ăn xếp đầy bàn, Tô Ngư ánh mắt phát sáng a a a thơm quá đi Lệ cảnh thừa không ngừng gắp đồ ăn cho cô nhìn dáng ăn đáng yêu của cô trái tim anh lại đập loạn xạ ăn cơm xong hai người ngồi cạnh nhau một người đọc sách một người chơi game quả người chơi game kia buồn ngủ trước nghiêng đầu dựa vào vai đối phương lệ cảnh thừa mỉm cười cẩn thận ôm chặt cô quản lý đẩy cửa vào thấy vậy tức gần chết lại bị tóc vàng nhanh tay nhanh mắt cản lại thiếu gia thành ôm được người đẹp về người đẹp còn vô thức cọ cọ trong lòng anh khiến anh cười thầm vui sướng cầu nam nhân hu 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 trong tiếng ồn ào vùng vẫy của quản lý lệ cảnh thừa đã ôm cô về phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường kết quả vừa kéo chăn lên cô lại không ngoan ngoãn trở mình khuôn mặt đáng yêu khiến anh không kìm được ngắm nhìn sáng hôm sau tóc vàng tới sớm gọi tiểu triệu dây tiểu triệu tưởng có chuyện gấp gì kết quả chỉ là muốn kéo anh cùng đi chạy buổi sáng vừa định từ chối cửa nhà đột ngột mở ra quản lý trực tiếp đơ tại chỗ sao cả người lệ tiên sinh toàn là tuyết tôi đánh có vấn đề gì không đương nhiên là không quản lý vui mừng sắp lại gần cô sao em lại đánh anh ta anh ta chọc em à nhìn vẻ mặt không tự nhiên của anh tôi ngư thở dài bất lực anh ta chán quá, ném tuyết cũng không biết tôi ném tuyết lên đầu anh ta anh ta cũng không biết đánh trả hi hi tốt lắm quản lý cười thầm con gái đừng để ý đến hắn hoàng tử ném tuyết hồi cấp hai tôi đây chơi với cô tiện tay kéo luôn cả tóc vàng đi tóc vàng liếc nhìn thiếu ra nhà mình vội vàng kéo tiểu triệu làm một đội. tiểu triệu vô cùng tích cực nghĩ muốn nhân cơ hội này dạy cho con sói luôn cứ muốn tới gần con gái mình bài học. Kết quả cầu tiết còn chưa ném, bản thân đã bị đập cho ngã, con gái còn vô tâm vỗ tay khen hay, ông bố già chỉ thấy mình đúng là số khổ, đây là cầu tiết hay quả tạ thế. Kết quả một giây sau, quả tạ lại đập anh ngã lần nữa, thì ra không biết đánh là muốn nhường bà xã, giờ mình rút lui có kịp không, vậy mà con gái lại tạo phản, hai cao thủ nhìn nhau, liên tục ném tuyết về phía đối diện, nhẹ nhàng giải quyết đối thủ, yes chúng ta thắng rồi, hai người còn lại chỉ có thể vừa đỡ vừa ăn ủi nhau. Tô Ngư mỉm cười liếc nhìn Lệ Cảnh Thừa, ném cầu tiết giấu sau lưng qua, tiếp chiêu yêu, không ngờ Lệ Cảnh Thừa cũng chơi chiêu, nhìn cô gái sửng sốt, Lệ Cảnh Thừa mỉm cười, nhẹ nhưng cũng rất dịu dàng, tổ hợp người làm công cùng cạn lời, tóc vàng nghĩ Tô tiểu thư trẻ con cũng thôi đi, sao ai kêu thiếu gia nhà anh cũng tụt xuống thế, tiểu Triệu lại càng bi phẫn, sao cầu tiết ném con gái vừa nhẹ vừa mềm, ném anh lại rắn như cục sắt thế, đương nhiên do anh chướng mắt đấy, Tô Ngư rũ tuyết trên tóc, đột nhiên bật cười, đi chúng ta đấu một trận ai dô tiểu tổ tông của tôi ơi tiết mục sắp bắt đầu rồi bố già vội ngăn cản con lại chẳng quan tâm nhất quyết muốn chơi lệ cảnh thừa đóng vai người tốt nhắc cô chỉ còn 10 phút nữa thôi cô mới không tức giận nữa hai ngày nữa lại chơi anh dám không lệ cảnh thừa mỉm cười xoa đầu cô ánh mắt nhìn cô vừa dịu dàng vừa nhiệt tình không dám anh nhận thua ảnh hậu độc thân 23 năm từ bụng mẹ sau khi sống lại được tổng tài lạnh lùng nhiệt tình theo đuổi tiên cuồng thả thính không dám anh nhận thua anh sẽ không bao giờ đối địch với em nhưng trong mắt cô, khiêu khích ý chí của tôi, cứ nhận thua như vậy sao? Tôi tôi sớm muộn tôi cũng hạ anh, ông bố già không ngờ kế hoạch đuổi chó của mình, lại thành công, chỉ là vẻ mặt của con gái. Mọi người sẽ nghĩ đây là phim võ thuật đấy. Lệ cảnh thừa trong xe nhìn cảnh này, khóe miệng không tìm được cong lên, tóc vàng nhanh tay chụp lại kỳ tích thế giới này. Thành viên trong nhóm lập tức bùng nổ, thiếu ra biết cười sao, cô gái đó có lai lịch gì, không nói cho mấy người. Tự đoán đi, tóc vàng bên vô cùng đắc ý, bên kia tô ngư phát hiện điều lạ, Sao băng băng vẫn chưa tới? Văn văn nói với cô băng băng bị ốm xin nghỉ rồi. Công ty họ cử một nghệ sĩ khác tới thay. Một chiếc xe limousine đi tới. Đạo diễn vỗ vỗ tay. Nói đây là đội viên hứa hoành lãng. Ba năm trước đã được debut. Trên mạng cũng có chút danh tiếng. Vẻ ngoài cũng rất gì và này nọ. Vừa tới đã trở thành center. Khuôn mặt xinh đẹp của tô ngư tối sầm lại. Không nói tại sao băng băng đột nhiên bị ốm. Chỉ là suy luận từ chuyến bay. Sẽ biết con hàng này cố ý tới muộn. Hứa hoành lãng ra đầu tê dại thầm mắng không phải quản lý bắt anh lấy lòng tô ngư lấy được cơ hội thử vai thái tử hồng trang còn lâu mới tới cái chương trình nát này tô ngư cười lạnh vươn tay ra lập tức gọi điện cho nhiễm băng băng kết quả băng băng ở đầu dây bên kia vô cùng khỏe mạnh nghe thấy giọng cô liền gào khóc mắng đạo diễn là một tên khốn chương trình vừa hot đã giải ước với cô thì thôi phí giải ước chỉ đưa có một vạn cho tiền ăn xin đấy à vẻ mặt đạo diễn liền tái xanh công ty chó chết dám để ông đây đội nồi này lập tức nghe điện thoại bảo nhiễm băng băng tới đây ông đây chưa từng nói giải ước, lúc này hứa hoành lãng rất xấu hổ, vội nói tôi cũng không biết, là công ty sắp xếp cả đêm, đúng là một đóa sen trắng thanh thuần. Ông Ngư lập tức vạch trần lời nói dối của hắn, khán giả cũng không tin anh ta ngụy biện, ầm ầm mắng anh ta lên hot search, mà không biết rằng đằng sau có lệ cảnh thừa thao túng. Ốc vàng thấy rất cạn lời, chuyện nhỏ này cũng phải đích thân ra tay, thiếu ra thật sự vì trả ơn sao, nói lấy thân báo đáp anh còn tin, nhìn nụ cười phơi phới kia, không phải chỉ chơi cầu tiết thôi sao lúc ấy tô ngư đang chỉ huy em trai em gái nhiệt tình ném tên khốn cướp tài nguyên tên khốn vẻ mặt tức giận đẩy mạnh văn văn đang chơi đùa vui vẻ ngã sấp mặt về phía sau đậu xanh cô bị liên à chỉ nghe dầm một tiếng văn văn nặng nề ngã xuống đất tô ngư vội bước tới đỡ cô ấy lên đội bác sĩ chuyên nghiệp của lệ cảnh thừa lập tức có mặt quản lý của hứa hoành lãng tức sắp chết tiết tiệt anh bị mắng lên hot rất rồi chỉ có quản lý mỉm cười sức mạnh bạn trai của con gái mắc chương trình vừa bắt đầu fan đã tăng liên tục hi 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 thế này là sắp hot rồi lúc này hứa hoành lãng cũng đã biết lợi hại nghiên răng bước lên trước vừa xin lỗi vừa giả bộ đáng thương nói tuyết cô ném tuyết vào trong cổ tôi tôi lạnh quá mới bất cẩn đẩy cô ngã không nhắc câu mắng người anh ta muốn tránh nặng tìm nhẹ đấy à không ngờ văn văn cũng không vừa không phải lỗi của cậu đều tại tôi mọi người đừng mắng em trai hứa hoành lãng nữa cậu ấy thật sự không cố ý mắng tôi đẩy tôi ngã đâu ánh mắt ngây thơ vô số tội đáng yêu của cô lập tức khiến dư luận say chiều còn có anh sát chết phối hợp tên khốn cướp tài nguyên hoàn toàn bị bao vây mặt tái xanh không thể phản bác lại trợ lý vội vàng xin đạo diễn tạm ngừng phát sóng đạo diễn đã ngứa mắt anh ta từ lâu thừa cơ vẫy tay cắt phí thông cáo vui vẻ thêm món cho mọi người vừa nghe có cơm ăn không ai còn để ý tên khốn kia nữa có điều sao hôm nay đạo diễn lại đổi tính vậy he he biết nhà tài trợ của chúng ta làm gì không nói thật tô ngư cũng không biết kinh doanh của anh ta không thể ra nước ngoài giờ có thể làm gì đây